Thử thử à, đâu thử xem nào. thử cái gì? Có thử cái gì? Đúng không? Xem có đúng không? Đúng gì? Nào đi xem cô bà chưa? Đây cô, lên đây chào cô đi. Hello. Hello gì? Hello teacher, gì hello gì thằng? How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. What do you do? Do you have dinner? Yes. And did you do your homework? Yes. Why did you send me that? Right now. Thì mai bố ra bố học rồi bố có biết gì? Mai bố ra bố học rồi bố có biết gì? Thôi mở sách ra đi, tập trung vào đi con. Cô thông báo kiểu như là lịch họp ngày mai. Mai bố không biết thì thông báo mai. What's wrong? Con không phải à? Con chưa biết điểm tiếng Anh. Con chỉ biết là năm nay còn xuất sắc thôi, xuất sắc toàn diện. À. Nhưng con... mà xếp mấy mới là quan trọng, nhưng mà xuất sắc là đứng cô... rồi. Từ lớp 1 đến giờ cô chả bao giờ nó có xếp thứ mấy. Đầu tên con á, luôn luôn đứng đầu lớp. Đấy là tên đứng đầu lớp thôi. Chứ đâu có phải là đứng đầu. Congratulations là gì không con? Congratulations là gì nhỉ? Chúc mừng. Chúc mừng đại học sinh xuất sắc nha. Nhưng con đã biết điểm hả? Con chưa biết điểm, con chỉ biết là con được xuất sắc thôi. Ê, sao lại chưa biết điểm? Có bao nhiêu bạn được xuất sắc, nhiều bạn không? Tầm 24, lớp con có 38 bạn. Thì có 24 bạn xuất sắc và... học sinh xuất sắc. 14 bạn được... tiên tiến. Được kiểu như là khen từng môn ý. Chỉ giỏi một môn thôi. Con kiểu... Trong ngày xưa cô đi học, con một lớp chỉ được kiểu... chỉ kiểu cùng lắm là gần 10 bạn xuất sắc ấy. Xuất sắc hay là giỏi là khác nhau hay là gì? Xuất sắc với giỏi hết. Giỏi gần mặt đi. Xuất sắc giỏi tức là giỏi tất cả mọi môn. Ghê, giỏi tất mọi môn. Ừ thì cái đấy cô biết rồi, nhưng mà kiểu có nghĩa là người ta có phân ra học sinh xuất sắc là với học sinh giỏi khác nhau không, hay là xuất sắc là với là một luôn? Đấy cô giải thích cho cô. Thì cô không ghi giỏi, cô chỉ ghi xuất sắc với giỏi là một thôi. Xuất sắc riêng một giỏi. Nhưng ngày xưa xuất sắc riêng giỏi. Con không hiểu à? Thì lớp con chả có bạn nào giỏi, toàn xuất sắc hết. Có mỗi 14 bạn là khen là. Là gì? Có mỗi 14 bạn chỉ như là khen tất cả các môn. Chỉ có một môn là khen, chỉ như môn nào giỏi thì khen môn đấy. Nhưng một con á, giỏi toàn diện. Ôi dồi, ghê nhé. Thế mình xuất sắc chứ. Rồi. Cố lên cấp mà mẹ bao nhiêu đã biết là giỏi toàn diện chứ. Nếu mà có con 8 thì không hơn được. Thế sao nó xong? Cô tính cả điểm trên lớp nữa. Phải là điểm 9-10 thì nó mới xuất sắc được. Ít nhất là 9. Thôi xem mai xem vấn đề là điểm khó. Không dám hỏi điểm cô, chết. Con không dám hỏi điểm cô. Ôi học thôi cô. Đấy con cái bài phát ba này. Cô đã gửi bài cho cô chưa? Not yet. Con chỉ gửi bài, cô chữa cho con mà. Thế bây giờ con đọc luôn đáp án cho con lên để con để xem là con còn nhiều. Xem nào. Con dở cái quyển đấy ra, dở cái pad ra, dở cái pad 3 ra. Con dở đây, con dở rồi. Con dở sẵn đây, rồi. Đáp án đúng chưa? 1A. Yes. Vâng. Yes. Từ đầu con khuyên vào B, nhưng khi con làm đến câu 3 là con đã biết là sai rồi, bởi vì nó có chữ our. Thì con biết là câu 1 chắc chắn là con sai. Bởi vì okay. Yes. How about this? Number 2. Yes or no? Tức là con sai mỗi câu 3 thôi. Câu 3 là has your aunt got any children? Thế con lại khoanh là A. À, không bao giờ được thế nhá, bởi vì là câu hỏi để hỏi đây là has đúng không? Thì làm sao mà chỉ là yes she is được. Ở đây này, she's got three này. Cái phẩy s này không phải là is đâu nhá, phẩy s này là phẩy s của viết tắt của chữ has này. Chưa? Has got it, have got it, mỗi câu have got là có ấy. Đấy, còn ngôi thứ ba là has got.
chưa? Chú ý nhá, từ để hỏi, ví dụ từ để hỏi là gì? Người ta cho từ để hỏi là do thì phải trả lời ví dụ yes I do chẳng hạn. Còn người ta trả lời là câu để hỏi là did thì sẽ là yes I did. Được chưa? Còn đây là has thì sẽ là yes she has. Đấy. Nghĩa là từ để hỏi là gì thì trả lời cũng phải là dùng từ đấy. Được chưa? Ok. Con đâu có biết phải yes là has đâu. Kể cả thế nhưng mà mình có sẽ có một câu là gì? Nhìn đây này, con nhìn đây nhá. Ở đây không biết đúng không? Như có has này và có got này. Hai từ. Thế ở đây mình nhìn thấy từ got này. Được chưa? Hiểu mình tự hiểu là hỏi khi trả lời hợp ai đủ. I have yes, I have. Cô, thế mỗi một move là tương cho một lớp à? Kiểu như move một là cho lớp một, move hai cho lớp hai. Yeah. Không, move tất cả là đều hỏi là ngang nhau hết. Yeah. Move là ngang nhau hết. Còn lớp một thì người ta phải là giáo trình starter nhá. Còn move tất cả là giống nhau hết. Chẳng qua là người ta in ra thật nhiều cái bài đấy để gì? Để cho con có nhiều tài liệu để ôn thôi, chứ nó đều là kiến thức ngang bằng nhau. Nghĩa là cứ ví dụ như mỗi năm người ta sẽ xuất bản ra một quyển. Đấy, kiểu như thế. Giống như kể cả con thi chứng chỉ nào cũng thế, người ta cứ kiểu mỗi năm hay là mấy năm gì đấy người ta sẽ xuất bản ra một quyển. Bởi vì là có thể... Dạ. Mình học cái mover này xong mà mình đăng ký, mình thi ở trung tâm được. Cái đấy thì em cũng chưa rõ chị ạ, nhưng mà... cũng thực ra cũng chưa cần phải thi mover đâu chị ạ. Nghĩa là cái này là mình học để cho nó giỏi cũng được thôi, còn mình thi không thi thì thôi, bởi vì là rồi tức là thi thử để biết giờ tí nào xem trình độ như thế nào. Nếu như mà chị muốn đằng nào, bởi vì bên em cũng sắp thi cho bạn, cho con thi thử, thì em sẽ đăng ký cho con thi thử mover để xem thế nào. Nếu mà mình thi thử thì mình thi online hay thi đâu? Không thi thì gọi là thi như này thôi, nghĩa là cho con các con làm bài tập, người ta ra ở trung tâm người ta ra thôi, xong rồi mình cho làm. Còn nếu như mà con muốn thi thử mà có nghĩa là thi như là thi thật thì con có nghĩa là con sẽ phải dành hẳn một buổi ra là con làm cả 4 kỹ năng tất cả, chứ không thể nào ví dụ mỗi ngày đây cô chỉ cho làm vài part, làm vài phần ấy ạ. Nhưng mà có nghĩa là hôm nào con phải ví dụ con phải tập trung và con phải ngồi ví dụ như là ví dụ mấy tiếng chẳng hạn hay là gì, hay là thỉnh thoảng cô làm bài như thế cho con nó thi rồi ạ. Hoặc là con muốn làm như thế thì chỉ cần là chị cho con ở nhà làm ấy, vì là nếu như trên lớp thì không thể đủ thời gian thì nhưng mà cô ôn cho con phải đến cuối tháng con cô lại cho con một bài thi thử. Vâng, có nghĩa là trong phép mover này nó có đầy đủ rồi thì mình cứ ôn ví dụ như mấy test đầu, xong rồi mình dành ra một test nào đấy để cho con làm hoàn toàn. Nhưng mà tất nhiên là phần speaking thì ví dụ như là em chỉ là ví dụ giáo viên Việt Nam thì nó có nghĩa là mình cũng chỉ thể đánh giá được con là ở phần nói của con thôi. Còn ví dụ đi thi thật là sẽ đi thi thật sẽ là giáo viên nước ngoài người ta hỏi chẳng hạn, như thế thì còn nó kiểu như là nó sẽ phải khó hơn vì là người nước ngoài tất nhiên người ta nói làm sao mà dễ nghe được như cô giáo nói mà cô còn nhắc đi nhắc lại. Còn như người ta chỉ nhắc cho mình cùng lắm hai lần thôi đi thi. Đấy. Rồi, thế cứ cho đi thi thật một lần. Khi nào cũng được đấy ạ. Nhưng mà em nghĩ nếu như trước khi chị cho con đi thi thử một lần, ví dụ như là mình có thể đăng ký cho người giáo viên nước ngoài một thời gian chẳng hạn, cứ như thế. Để cho con quen một chút, hoặc là con phải chịu khó xem các cái clip này thử. Tức là con nó đang được cái khóa miễn phí trải nghiệm ở trung tâm tiếng Anh, thầy nước ngoài dạy một tuần 2 buổi. Đấy là báo cáo của cô. À vâng. Thế thì tốt quá, nghĩa là nên để cho con là... Đấy, thế mới đổi lịch đấy. Con nó hôm vừa rồi thứ tư đổi lịch đi học vào thầy nước ngoài ấy. Thế con... Thầy nước ngoài nói. Thầy tiếng Việt. Một. Thế nhưng mà chủ nhật thì mới học thầy tiếng Việt và thầy nước ngoài. Còn thứ tư chỉ học có thầy nước ngoài thôi. Tức là đi trải nghiệm. Đi trải nghiệm ở trung tâm. Con nó đi trải nghiệm ở trung tâm. Nhưng con nghe có hiểu được người ta nói không ý? Kìa, con nghe thầy hỏi con ạ. Đấy anh ấy gì? con nghe con hiểu hả? Học mấy buổi hỏi mời đi học không miễn phí. Đây là bài này mình sẽ sai một câu đúng không? Nói chung là thôi, nó không nghịch nữa. Không nghịch nữa. Học giỏi tiếng Anh mà không, mình như mẹ học tiếng Anh thì khổ lắm.
học tiếng Anh ấy. Học tiếng Anh bây giờ I'm very busy, I'm very busy. Toàn là busy hết. Thế cái bài nghe con làm xong chưa? Cô chưa nghe cái tab 14 cái cuối cùng này. Hả? Bài nghe. Cô bấm lại cái vừa xong đi. Để làm gì? Thì cô cứ bấm lại cái vừa xong đi. Cô có thấy con chuột của con không? Cô còn để cho cô điều chỉnh máy nhé. Cô bấm vào cái này. Con để cô điều chỉnh máy nhé. Con không nói nhiều như thế, để cô điều chỉnh máy đi. Không làm mất thời gian đấy, chờ một chút. Cô làm nhạc, để cho cô điều chỉnh máy. Con là học sinh, con phải nghe cô nói chứ không có nói, cô nói chèn cả. Đây, mình sẽ xem cái bài làm con nhạc đấy. Trật tự. Listening này, listening test 2 part 1. Con đã làm chưa? Vừa làm. Nghe rất rõ ràng cô ạ. Vì con không biết bài nghe. Là ngồi đây. Run run rồi thế này rồi. Học ké, ôi rồi thi run đấy. Mẹ đi thi của run, mấy cái tay ghét, thực tế mày ghét. Kiểu tắm bể bơi tất nhiên là không thi cỏ đâu đó. Ôi rồi ôi. Thế. Thậm chí con người không kỳ người mà kỳ quái. Ôi hai bên cổ tay, hai bên cổ tay của nhá, ghét đen xì. Gly đi. Ok ok. Cái bộ về bộ ki của mình đâu nhỉ? Thái chuẩn chưa xong à? Đây đây rồi. Đây để xem nhá, xem ki xem có đúng không? Đây con không đúng. Test 2 mà. Test 2 đây, chờ chút. Test 1 Test 2 chưa phải move 2 cổ. Test 2 của Test 2 à? À đây key move 1 key lên test. Ơ, cô làm gì mà tại sao lại có kết quả ấy kia? Ừ thì người ta phải có sẵn kết quả trước để đỡ phải mất thời gian đây chứ. Thế con lấy ở đâu vậy? Thế sao trong sách con không thấy? Con mà có kết quả rồi thì con nói làm gì để con nhìn luôn kết quả. Đây con nhìn xem kết quả con đúng chưa? Đây đúng không? Đúng cái bài này chưa? Nếu con nói là đúng hay sạch thì sao? Đúng sạch thì tốt chứ sao? Thì đúng hay cổ? Nhìn kỹ nhá, đúng chưa? Được chưa? Đúng hay sạch? Đây, không tin con cho cô nhìn luôn. Ok, được rồi. Yes, very nice, very good. Bây giờ mình tiếp tục nhá. Mình tiếp tục nào. Thế mình cần phát huy cô ạ. Sẽ cố gắng là mình tập trung là cố gắng làm đúng hết. Khi nào mà kiểu làm không sai một tí nào nhé. Chết mẹ nghe kém lắm. Chết. Khi nghe chắc là điểm kém. Bây giờ con sẽ làm cho cô reading tiếp nhá. Thử reading. Cái bài hôm nay con bảo với cho cô cái này kiểu như là thế hôm nay con lại làm lại cái phần listening của test 2 à? Listening test 2 con làm rồi đấy chị. Con làm được một part rồi, lát nữa thì cho con làm thêm part 2 ạ. Thế hôm nay con làm ở nào? Bài về nhà là test 2 của move 1 part 1 ạ. Bây con thử làm cho bài bộ bài này đi. Đây là test 1 nhá. Reading 1 part 1. Để làm hết test 1 luôn, part 4, part 5 đi. Cô để con gọt chì đã. Trời ơi, không nhiễu thế được chứ. Không chì cô. Con lấy bút ngựa. Được chưa? Chưa. 5 phút cô ạ. Mấy phút. Hôm nay bạn Tuấn bị một anh mất hương đá. Bóng nước còn. Và biết đã biết thủ phạm là ai. Sao lâu thế con? À, con gọt đấy à? Thì nếu không thấy nó đang đầy đầy. Ủa rồi con nhanh lên không? Con đã bỏ 5 phút, đúng 5 phút. 5 phút là hầm 5 phút. 5 phút là làm được cả một bài đấy con. Người ta chỉ 1 phút, 5 phút chỉ con. Nào làm luôn bài này đi con ơi. Từ nào mà từ mới con không hiểu con phải ghi ra đi nhá. Bài này con làm rồi, không có từ mới đâu. Có
Con làm bao giờ? Con làm một lần rồi cô đúng không? Ừ đúng rồi đấy, con làm một lần rồi đấy. Đâu có mẹ đi đâu đấy? Mẹ sao biết được? Alo. Làm đi gì con? Mẹ con trẻ nhưng mà sao hơn dễ quên hết nhở? Bởi vì mẹ con không phải là người trực tiếp làm sao mà nhớ được, chỉ lấy là con trực tiếp con làm thì con mới nhớ được chứ. Ui khổ con cái bài này. Cô. Cô gì khổ con cái bài này một lần đã. Có không? Dịch còn phải tự làm chứ. Chứ con làm... cần cô trả đâu. Ờ, cô chỉ dịch lên. Đi đến lúc mà đi kiểm tra có ai dịch cho mình đâu. Cái này hết thì quen trước đi. Tự thân vận động đi, bởi vì cái câu này nó rất dễ. Nhưng đây toàn là kiểu như là những cái mà học của chương trình lớp 4 đấy. Thỉnh thoảng mới có từ mới thôi. Hai đi thi bảo họ đổ nhá. Ờ, bảo con thi tiếng Anh. Bảo luôn với giám thị, người ta test xong người ta mới cho thi nhá. Kiểm tra lại thôi. Được, không sao nhá. Ờ, rồi. À, cô cho nốt 1 phút nữa thôi nhé, là sao phải xong đấy. Ở đây có 6 câu thôi. Ai cho con bật vô tuyến không con? Hả? À, anh học bài để sao bật? Drop lấy rồi hả cô? Đúng rồi đấy. Muốn làm được bài này là phải phân biệt được đâu là danh từ, tính từ, động từ đấy. Ở đây người ta chỉ có gì hơi động từ và danh từ đúng không? Đấy, phải phân biệt được chỗ nào cần danh từ, chỗ nào cần động từ. Thì thường ví dụ động từ nó sẽ đứng ngay sau chủ ngữ. Đấy, thường động từ sẽ đứng ngay sau chủ ngữ và con phân biệt xem những cái nào là động từ để con... Đấy, con phân loại ra con... Đã xong chưa? Sắp xong chưa? Còn mấy câu? Con còn 3 câu. Rồi nhanh lên, cố lên, còn cho thôi con thêm nốt 1 phút. Có thời gian đây thì mẹ đi thi như thế. Họ cho đến thời gian họ cắt luôn thế là hết. Thật ra. Ồ, thế đi thi họ toán cho thừa từ ấy nhỉ? Thế nó mới khó. Ở đây có mỗi, bảy chỗ đoán thế mà họ lại cho tận 9 chỗ. À, 9 từ. Tất nhiên. Đi thi thì bao giờ chỉ có chuyện dễ. Thế người ta người phân loại học sinh giỏi, học sinh kém được. Bây giờ con phải làm cái đã đi, được chưa? Sau đó mình mới check rồi bắt đầu mình mới phân tích bài, xong chưa? Sắp xong rồi. Ồ. Tập trung học cho cô nhá, bởi vì mình chỉ còn nửa tiếng thôi đấy, nên là con phải thật là nhanh nhé. Phải tập trung vào, bây giờ mình không lần nữa được đâu. Ok, finished. Yes. Yes. Đoán lại thế. Tao xem đúng hết chưa? No. Ui, không mà con sai hết sạch kỹ. Sai hết sạch rồi. Đúng rồi câu 2. Bây giờ nhá,
Bây giờ mình muốn làm tại sao? Bây giờ mình đầu tiên này, cách làm bài này là như nào? Đào hướng dẫn cách làm đây nhá, phải tập trung nghe đây này. À, câu 1 có đúng, câu 1 với câu 2 còn đúng. Câu 1 đúng, câu 2 đúng. Đây, tập trung làm như đây nhá, tập trung nhá. Không phải dịch bài đã, không phải đọc đã. Đầu tiên con phải thêm không biết đọc. Con dịch gì. Thế đầy từ nay mới bảo con là từ mới, con bảo con không có từ mới, sao con lại nói nhiều bảy thế nhỉ? Con đọc bài đi, từ mới thì con phải đánh dấu vào. Vừa mẹ vừa hỏi sao mà con không có từ mới bài này, bây giờ lại bảo nhiều từ mới không dịch. Muốn làm nhất nhiều khi không thể biết hết từ thì bây giờ cách làm như nào? Đầu tiên là ví dụ phân biệt ra đọc đề bài này, catch là cái lồng thì nó là danh từ hay là động từ ấy con? Danh từ ghi à? Con biết ghi rõ ra là danh từ nhá, danh từ đã viết là n đúng không? Nào đây. Con ghi đầy ở đây, con không học từ mới thì ghi làm gì hả con? Tiếp treasure là gì? Kho báu thế thì cũng sẽ là vị gì? Danh từ. Con sẽ đánh dấu cho cô như này, pirate là cướp biển, là danh từ động từ đây. Thế vì nhưng không biết từ mới thì nói luôn với cô là con chưa biết những từ này mà hỏi cô luôn chứ. Pirate thì là danh từ động từ cho con nhỉ? Cướp biển ấy. Là danh từ. Rồi con phải trả lời nhanh cho cô nhé, vì làm những bài này là nó đòi hỏi rất nhanh. Bot là quá khứ của gì? Của bài. Thế là động từ hay danh từ đây? Là động từ ạ. Yes. Beach. Beach. Danh từ ạ. À. Rồi. Cách làm với nhân look. Nhìn thì là? Nhìn. Động từ. Là động từ ạ. Sail. Ở đây có đuôi ed này. Nghĩa là chèo thuyền buồm đúng không? Thì cũng là động từ. Sail con nhớ chưa? Drop. Đấy là. Rơi cũng là động từ. Thế thì sau khi mà phân biệt ra được danh từ động từ nhá. Cái sale đấy là đã thành quá khứ rồi đúng không? Vâng ạ. Đây nhá, tất cả bây giờ nhá biết được đâu là động từ, đâu là danh từ rồi. Tiếp theo này. Đây mình sẽ bỏ. Từ nào tầng mới chưa biết thì trước khi làm bài tầng mới nhìn tầng mới thì hỏi cô là cô sau đó này, gì. Bây giờ mình sẽ phải này, that nghe nhá. Vị trí của động từ nằm ở đâu? Vị trí động từ là nằm sau gì? Chủ ngữ. À. Được chưa? Thế thì ở đây mình sẽ lại đánh dấu đây là verb ở đây. Ở đây cần một verb này. Câu 2 là gì? A famous. Famous là nổi tiếng, là một tính từ. Sau tính từ là một gì? Danh từ. Thế mình đánh dấu ở đây. Đúng chưa? Khi sau động, đây sau chủ ngữ thì cần gì? Động từ hay danh từ đây? Bây giờ con chữa cho cô là bây giờ con nói đi. Cô ba. Cô làm được hai cái. Con nhìn lên con nói đi. Danh từ hay động từ nào? Là... động từ. Rồi động từ. Câu 4. Nói nhanh lên. On the, sau the thì sẽ là cần một danh hay động đây? Danh. Rồi từ. Thì đánh dấu ở đây tiếp nhá. Câu 5 này. A lot of. Sau a lot of thì là cần danh từ hay động từ đấy? Danh từ. Đúng rồi. Tiếp này, come and. Nhớ, tất cả những từ mà được nối bằng từ e này này. Con hiểu chưa? Những cái mà được nối bằng từ e này phải cùng một từ loại. Phải cùng một từ loại. Come là động từ nhá. Vậy nó được nối với en đúng không? Vậy từ sau nó cũng phải là một động từ, hiểu chưa? Ví dụ trước nó là một danh từ nhá thì ở sau cũng là một danh từ. Trước nó là một tính từ, sau nó cũng phải là tính từ. Nghĩa là các từ được nối bằng từ en và này phải cùng một từ loại, hiểu chưa? Rồi thế thì có nghĩa là câu 1 nhá. Cần một verb đúng không? Thế thì có nghĩa là không bao giờ thì con sẽ bỏ tất cả những đáp án là gì? Danh từ đi, mình sẽ chỉ chọn. Ví dụ bỏ này đi, bỏ này đi, bỏ này đi. Nghĩa là bây giờ chỉ có thể chọn gì đây? 1, 2, 3, 4. Như thế thì mình sẽ làm giảm bớt cái sự sai của mình đi, hiểu chưa? Giảm bớt sự sai đi, kiểu là mình sẽ thu gọn cái gì? Sự lựa chọn lại, như thế thì mình sẽ đỡ bị sai. Đã hiểu cách làm chưa? Vâng. Bỏ ta không ai môi nữa, tập trung vào hơn học hành mẹ. Cái gì? Bật nét nhá. Bỏ tay xuống. Nét chậm chậm. Mẹ con không biết tốc cái gì cả con. Câu 1 sẽ là mua đúng không? Mua rồi thì con đã làm được mắt, rồi. Mắt thế và có gì thì ghi luôn. Câu 2. His name was about a famous. Famous thì thường sẽ là and his name. Ừ. Mình nhìn thấy his name sau đấy rồi đúng không? Tên của ông ấy là Jim. Thì chắc chắn là đây là nói với một con người thì cũng chỉ có thể là ông cấp biệt thôi. Pirate. He on a boat. Thế thì ông ấy như nào? Boat là cái thuyền đúng không? Đang học bài, đang học cái thuyền. Chị biết đó không? Mới biết. Thuyền đây, boat là thuyền đấy, thì ông ấy chèo thuyền. Thế thì từ, động từ chèo thuyền là sail. Yeah. They ate some coconuts which they found on the beach. Câu này thì cần đọc hiểu là dễ thôi.
Tất nhiên là có mình tính một vài thì quả dừa trên bãi biển. Và thường không? Con biết cái từ này, thì con. Chả cần biết cái từ đấy, đấy theo như cô hướng dẫn ấy kìa. Tiếp này, dịch được. Chim bây giờ đi đến một tìm thấy một cái hộp lớn nữa này. Được chưa? Và cậu ấy mở ra trong đấy có rất nhiều. Thế thì thường dành mình sẽ hiểu ra, đúng rồi, kho báu, mình sẽ tự hiểu. Mình sẽ chỉ cần nhìn cái từ big box thôi, big box là cái hộp. Được chưa? Cái dương. Vâng, và cái lồng. Cái lồng đâu? Đây. Case. Nhưng mà người ta có từ cái lồng ở trong đang bật ở đây cơ mà, câu này cơ mà. Có năm là a lot à. Được chưa? Chim sounded at come at bây giờ. Được chưa? Thế tất nhiên là phải đến và nhìn đi rồi đúng không? Không thể nào mà đến và đánh rơi được. Bây giờ chỉ còn hai động từ là look và drop. Nhìn và đánh rơi thì tất nhiên là mình phải chọn cái nào nó phù hợp để đến và nhìn đi. Với cả ở đây tại sao mà lại biết là nhìn? Bởi vì nó có giới tự ất thế này. Nhìn vào cái gì sẽ là look ất. Cách làm bài này chính là gì? Luôn luôn nhìn vào các yếu tố trước và sau. Và sau gì đây nhỉ? Chỗ trống. Nghĩa là con luôn luôn nhìn vào các giới từ này. Nhìn vào các gì? Từ đứng trước nó và đứng sau nó thì mình sẽ làm được thôi. Luôn luôn phải đầu tiên là phải gì? Xác định được đâu là danh từ. Đâu là danh từ, đâu là động từ. Chỉ là một. Đúng chưa? Nhớ chưa? Đấy, cô chữa xong không? Như thế này mẹ thấy dễ cực. Đấy. Thế là đầu tiên là con cứ phải đánh dấu ra là con đang cần cái gì ở chỗ này với chỗ này. À, đây là chủ ngữ. Sau chủ ngữ cần động từ. Đánh dấu ra. Đấy. Mình làm bằng cách đấy nhá thì mình sẽ thu gọn lại được những cái kiểu như là những cái đáp án phải chọn nó sẽ ít lại thì xác suất đúng nó sẽ cao lên. Hiểu chưa? Và luôn luôn phải nhìn các yếu tố trước và sau chỗ trống này. Ví dụ như câu này come and chấm 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 xong rồi nó có giới tự ất ở đây thì không thể dùng từ look ất ở đây, nó không phù hợp. Thế thì thường sẽ là gì? Look ất là gì? Nhìn vào. Đấy. Làm dạy cách làm bài này nhá, nhớ cho cô được chưa? Bài này không chỉ là quan trọng ở trên này đâu mà kể cả khi nào sau này con đi thi nó có rất nhiều dạng bài này đấy. Lúc nào thi cũng có bài này. Nên là con luôn đầu tiên làm là phải gì? Xác định từ loại. Xác định từ loại đầu tiên nhá. Xác định từ loại đầu tiên. Con đang học bài, con đang học bài. Đây con đã check rồi chưa? Chữa đi. Con chữa rồi. Từ mới ghi chưa? Cái từ mà chèo thuyền ghi nhá. Ghi chưa? Đừng sợ mà. Ghi từ mới chưa? Ừ, có đây rồi. Ý nó ghi liền một mạch. Con ghi luôn vào sách cũng được mà. Ghi luôn vào sách về sau nhá. Con cứ dở quyển sách đấy ra con. Bởi vì nó vừa có hình ở đây đúng không? Nó dễ nhớ. Nhưng mà từ mới thì con phải ghi vào góc đây cho mẹ đi. Ghi xuống dưới góc hoặc là ghi sang một bên. Chứ không thể ghi ở trong đây được. Con ghi xuống dưới này này. Chú biết là gì? À đây á. Đây sách đây gì? Thì ghi luôn cách đọc với lại ghi xuống từ đây. Đây nó có đây rồi. Ghi luôn vào. Thế mẹ biết cách đọc là gì không? Mẹ chị bảo hỏi thế, cô hỏi con. Thế vì hỏi con không biết thì con phải hỏi cô. Chứ thì... đây luôn nhỉ. Mẹ biết từ đấy đâu mà hỏi mẹ. Từ mới phải hỏi cô chứ. Con học tiếng Anh khi gặp từ mới con hỏi cô ơi, từ này là từ gì, đọc như thế nào. Không muốn hỏi, con cứ hỏi cô thì con hỏi mẹ này. Nó rất là phải có cả, nó vừa là có gì, danh từ vừa là động từ con nhớ. Danh từ sẽ là cánh buồm. Sẽ như là đọc chưa? Sail. Anh cứ là cánh buồm con. Động từ sẽ là. Con là ăn non. Tàu thuyền được chưa? Ăn vừa ngủ vừa. No là nước. Thế là đi tàu, đi thuyền buồm cũng không phải là chèo thuyền đâu mà dùng từ là đi thuyền buồm đi thuyền buồm. Chưa? Đi. Con nhớ đi chèo thuyền rồi. Thế con phẩy thêm phẩy đi thuyền buồm. Nhưng mà hết chỗ rồi cô. Chờ, cách đọc đây, sail. Tiếp nhá. Cái này, những cái phần tự học này ở nhà con phải tự học nhiều vào cho cô. Tiếp này, bây giờ em sẽ tìm cho cái tên phù hợp nhất cho câu chuyện vừa rồi.
An afternoon with my dad. Okay. Dad. Không phải dad. Một buổi chiều cùng với bố rất là hay. Thế con điền dấu ích là gì cô? Cô. Con điền dấu ích hay dấu gì? Tùy thích thì là dấu này này, thích phải là cái dấu này này. Thích. Dấu này á cô. Dấu này á cô. Đây, được chưa? Đi. Now we don't have much time now. Làm nốt bài này nhá. Bài này cũng là một bài hơi khó đấy. Tôi nghĩ à cô. Yay. Chưa. 9 giờ cơ mà. Con phải làm cố nhanh cho cô đi. Bây giờ mình cứ bị kiểu câu giờ quá. Bây giờ nhá, mình sẽ là gì? Chỉ chọn 1, 2 hoặc 3 từ. Tối đa 3 từ thôi nhá. 1, 2 hoặc 3. Đi. Làm sao? Đi. Thiếu rồi. Đi thiếu thì con viết thêm vào. Đi thiếu chỗ nào? Không không. Con đi thiếu cái câu 3 à? Cái dòng cuối cùng ý. Con xem bị thiếu. Đâu thiếu chỗ nào? Đây, biết không thấy đây ạ? À đấy thì ghi có mỗi mấy từ thôi. Because she thinks it's. Đi lại thôi, một tí mà. Học hành thì tập trung mà cứ chán chết được vậy con. Ở đây mình nhớ người ta có 3 câu ở đây thì cô cho con 2 phút làm nhá. Làm trước 2-3 câu này 2 phút thôi. Tập trung vào làm. Nhưng mà để con viết lại câu đã cô. Mới rồi. Hay quá. Sao buổi nào cũng phải kịp nhỉ? Đừng mà lằng nhằng. Cô bảo làm thì làm nó phải trước lên. Nhớ nhá, chỉ là 1 từ, 2 từ hoặc 3 từ thôi nhá. Thì con viết 3 từ như mẫu được không? Cái từ ất giống thì, kì nhé. Tùy biết là nào làm nào cho nó phù hợp là được. Còn 1 phút thôi nhá. Xong cô. Rồi đọc câu 1 cho cô. Carried a bag. Yes. Number 2. Supermarket. Number 3. Shopping. It's boring, sao lại is shopping nhỉ? Jane không hề đi shopping bởi vì nó rất là shopping à? Bởi vì đây Jane wasn't very happy, she thinks shopping is boring. Người ta viết rõ ở đây mà. Is ở đây chúng ta thay cho shopping đây. Jane không thích shopping bởi nghĩ rằng nó chấm chấm chấm. Bữa nào học cái gì cứ bị ỉa bên ái mệt người con. Nốt câu này đi nha. Đây, 4, 5, 6, 7. Đi nhanh lên. Thôi để con làm nữa. Bây giờ lại bị ỉa, bây giờ đi học mệt người. Thế sao con phải cố gắng, con phải chuẩn bị mọi thứ trước đi con ạ. Không là tốn thời gian lắm. Nhưng mà con lại ăn cơm muộn. Bơi xong thì, con bơi xong thì chắc là tầm 7:35 rồi. Thì con lại ăn cơm. Nó nghiêng mặt cái kìa, bố biết đâu thôi. Nó nghiêng mặt đi sao vô tuyến kìa. Thì con lại ăn cơm thêm mất 20 phút nữa. Bố con này vô tuyến cho con vào cái giờ này nhỉ. Con bị nghiêng hết cả mặt cả mũi đi. Tắt đi. Mặt mũi đã chắc giờ rồi. Cái vô tuyến với vô tắm xong là nhí nhí nhéo nhéo. À.
Nay toàn từ học rồi nhá, đúng toàn từ học rồi ấy. Cô nhìn là chả có từ mới nào đâu. Nó không biết được không? Từ nào không biết? Mẹ, cơm là từ nào vậy? Cơm là giống như cơm, tài. Cơm trong bức tranh này này thì cơm. Cơm là rai. Ở dưới này là đây là cơm ạ. Cái cơm mình đọc thì mình hiểu chứ, chứ có phải đọc trong bài ấy, chứ không phải nhìn tranh gì để đón không? Con đọc con hiểu ghi từ nào mà từ mới thì con lấy nó lại. Ghi nó lại. Vừa đọc vừa hiểu đoán. Pick up là gì? Đây, từ pick up là gì đây? Biết từ này xem. Inside the shop là gì? Hả? Bỏ tay ra. This mother là gì? Pick up. Pick up là nhặt đấy. Nhặt ở đây là đi vào siêu thị thôi, nhặt. Yes. Chọn đi, nhặt hoặc chọn. Nghe chưa? Mẹ Jen nhặt hoa quả và bánh mì. Nhưng mà bà ấy không thể gì? Cotton nè. Không thể. File là gì con? File là gì? Mẹ có biết không? Sao lại không biết? Thế em biết là gì? File là tìm thấy một tí gạo đâu cả. Đi học lại rồi mà con. Không thể tìm thấy một tí gạo nào. Nhưng Jen thì sao? Tìm thấy gì đây? Dưới một cái gì đây? Mì. Pasta là gì? Là mì thế con, hôm trước con nói rồi đúng không? Nào, xong chưa? Finished, have you? Dạ. Còn mẹ đọc tiếp đi. Đọc bây giờ nó không dịch được đâu chứ. Hơ măng là gì? Mẹ của cô làm sao? Words please. Mẹ của cô ấy nói là con gái thông minh quá. Clever, cái này cũng học từ lâu rồi nhưng mà con không nhớ đâu. Mẹ nói là con thông minh, con gái thông minh. Mẹ của sau đó thì mẹ Jen này, sau đó mẹ nó không dịch đâu. Sau đó con phải dịch được bài. Bây giờ nhá con, nhá, con sẽ làm xong bài nào, bài tất cả bài đọc con dịch ra hết nhá. Những bài đọc như này con đầu tiên con điền thôi. Nhỏ, nước. Nước gì? Nước chanh. Nước chanh. Điểm gì mẹ? Mẹ không biết. Uống. Jen đã đi tìm. Nó Jen. Rồi sao? Jen à, đi tìm cái chai nước chanh ấy. Ừ. Sau đó thì sao? The boat. The boat. Những cái chai đấy thì ở đâu? Difficult place là gì? Difficult place là gì? Ở những chỗ có để lấy ạ. Nhưng mà chị đã trèo lên cái hộp lớn để nơi gì? Cái chicken được. Ừ, khó. Nhưng mà dê này làm sao? Biết trèo. Ừ, trèo lên. Lên cái gì? Một cái hộp. Và làm sao? Cầm nó, cầm lên một cái. Trèo lên và cầm cái. Sau đó quen là khi gì đây? Khi cô nhảy xuống. Ừ, khi cô nhảy. Cô bị gãy chân. Hurt. Hơi lét thôi. Cô ấy bị đau, hớt là đau. Cô ấy đau cái chân của cô ấy và cô ấy bắt đầu làm sao? Cry là gì? Khóc. Cô chàng này nó có dịch từ cái bài này đâu? Cái nhà bài từ học rồi đấy con, cứ học cứ. Nó chả biết từ rồi. Nào. Nó biết mỗi vài từ nó không dịch được bài thì làm sao mà? Thế đi về thì con là phải dịch lại bài này cho cô nhá, học xong chưa? Xong chưa? À, học bây giờ coi như là đầu óc để đi đâu ấy đây. Phải bọn này vào đi chứ ngày nào học áo của cô như là gió thổi bay quên sạch xanh xanh cả đấy đúng chưa, toàn những từ đa số là những từ con học rồi đúng hết chưa, đa số là những từ là hết có mỗi câu đầu không dịch sao mà làm được câu đầu sai á, câu đầu con sai thì con viết là gì sai. Câu thứ hai cũng có đúng đâu. Con chỉ thiếu giờ thôi. À con biết là gì? Con biết là some pasta hay là the pasta? Pasta thôi cô. Phải viết rõ ra nhá. The pasta. Hoặc là some pasta. Tại sao lại phải là giờ hay là some với ạ?
giờ hoặc xăm đều được ạ. Nghĩa là đây là hai đáp, nghĩa là mình có thể viết là giờ hoặc xăm đều được. Về nhà nhé là con phải gì? Dịch lại cho cô cái bài. Con dịch lại cho cô cái bài này nhá. Bài từ đầu được chưa? Ất từ weekend này này. Bắt đầu từ đây cho đến. Còn một cái nữa mà cô. Thằng này học thế này em. Học phải đọc bài trước đi chứ học cái này toàn từ này chẳng biết dịch chẳng biết làm gì thì thế em có không? Em đã dặn con là mỗi lần con trước khi con làm bài gì đấy thì con phải gạch chân ra hết ý. Bây giờ mày cứ học là phải có mẹ ngồi bên cạnh con chỉ gạch chân ra hết những từ con chưa biết ví dụ con gửi cho cô chẳng hạn trước rồi học ngồi vào đây nó toàn chơi nhưng nó làm cái gì đâu nhưng mà cái chính là ở đây hầu như đa số là toàn 95% là con biết những từ này là con đã học rồi và được ôn đi ôn lại nhiều lần từ trước rồi ý. Nhưng mà nó không nhớ, nó chả nhớ. Nhưng mà như thế thì là cứ ôn đi ôn lại trên em ơi, em cho nó bài dịch đi em. Đây là bài này em con có thể dịch luôn trong bài này. Mẹ mày nói lên dịch thì phải cố gắng mà dịch chứ không phải Google ghèo đâu nhá, dịch vở sách. Nghĩa là khi con làm xong là con lấy ngay cái bài mà con vừa làm ra con dịch luôn. Ai người ta học cũng là một bài ta làm đi ôn lại nhiều vừa ôi làm cái, vừa dịch. Anh là cần mẫn lắm không học khổ con quên cha nhớ một cái gì. Nhưng mà thế là con hơi bị quên hay bị nhanh quá. Vì mọi người là cũng kể cả học ít nhưng mà cũng chưa đến mức bị quên nhiều như thế. Đây con bị quên gần hết thì là nó không biết dịch. Vì thực ra là từ trước đến giờ là cũng không bảo nó dịch những cái đoạn văn như này nên nó không quen mà. Nó không quen thế thì từ nay nhá con cái đấy phần đề đấy là mình phải tự ở nhà dịch thôi nhá. Nghĩa là con cứ làm xong bài nào bài đọc như này này là con phải dịch luôn. Cứ làm xong bài đọc là dịch. Được chưa? Nghĩa là không cần ai nhắc cả mình cứ tự biết là cứ ví dụ đây là pass mấy pass tiếng Việt để hiểu rồi chưa là cứ nhìn thấy là dịch ra vở luôn học cái đồ xong đồ bẻ em chứ không biết cái gì đâu trái nhớ cái gì vậy tóm lại là phải chăm hơn nữa chứ không thể lười biếng được và khi con dùng Google dịch ý thì con chỉ ví dụ con dùng Google hay từ điển nhá con chỉ dịch cái từ con không biết thôi đừng có đánh cả đoạn văn ra để dịch như thế thì coi như là mình hoàn toàn dựa dẫm vào nó hiểu không. Có nghĩa là mình chỉ gì? Từ nào mình không biết thì mình tra từ điển từ đấy thôi. Hoặc là con nhắn tin hỏi cô hay như nào đấy. Chứ đừng có đánh cả đoạn văn ra rồi dịch nhá. Mình phải tự xem là mình dịch đúng bao nhiêu phần trăm. Đã. Tất nhiên là đầu tiên làm sao mà dịch đúng hết được. Nhưng mà con cố. Cái chính là con phải chăm và cố thôi. Chứ... Đấy bây giờ con tự dịch bài này xem nào. Nào. Con tự dịch bài này đi. Về nhà con dịch. Không phải về nhà đi dịch luôn thì phải gì phải về nhà đi. Con dịch bài này đi mẹ xem nào. Mẹ với cô nghe cái thằng này không biết cái từ nào thì hỏi cái từ đấy dịch đi xem nào có từ nào cũng không biết không ừ, dịch đi thử đi xem nào con dịch đi nào dịch to nào chỗ nào không biết thì là mẹ với cô nhắc cho cứ lòng hoàng cái gì từng hồi dịch đi dịch to nói to lên mẹ của Jen vâng mua cho Jen một cái cây kem màu hồng rồi Jen ngồi xuống và ăn nó. Rồi. Jen không ngừng stop là ngừng stop. Ngừng gì đấy? Jen ngừng. Cry là gì con? Hôm nãy vừa học từ cry xong đấy. Jen ngừng khóc. Rồi. Nhưng cô ấy chân nhưng của gì? Cô ấy chứ hờ lép. Nhưng chân của cô ấy hurt là gì? Đau. Ừ. Và cô ấy lạnh. Hút là gì? Hút mà chứ phải cold đâu. Hút là gì? Hút đã học chưa? Có. Chỉ học có hút. Thể gì? Đi rất chậm. Chỉ có thể đi rất chậm. Và rất. Rất chậm. Slowly. Và rất chậm. Trên mẹ của Jen gọi về nhà cho bố của Jen. Của pha. Của Jen nói đến siêu thị đón lái đón, về đón, nhà đón ai dâm là ai họ về nhà. Đúng rồi đón hỏi về nhà tiếp tiếp đi when có nghĩa là gì con bao giờ không phải bao giờ thường là how đây là khi quen khi... mà quen không biết quen là gì nữa chứ quen là khi họ
Back là gì? Đi. Ừ, back là gì? Về. Về gì? Về nhà. Rồi. Mẹ của Jen. Rất phù, mẹ của Jen. Jen sad, sad là gì đấy? Buồn. Sad là gì? Không phải buồn. Sad không phải là sad. Sad là quá khứ của say. Mẹ của Jen làm sao? Say là gì? Say từ say ấy, không biết. Nói. Từ say á. Ô, thế chưa học từ say à? Con mẹ của Jen hả? Biết thì đây là quá khứ của say ấy, thế mẹ của Jen làm sao? Mẹ của Jen. Mẹ của Jen nói. Vâng. Auditor. Trời ơi. Ừ. Tôi. Mẹ không thể. Cái gì? Mẹ không thể. Ừ. Thách là gì? Đưa con đi mua sắm. Again là gì? See you again. Lần nữa. Ừ. Tức là không thể đi nữa ấy. Lần sau ấy. Jane làm sao? Jane. Smile. Cười. Rồi. Giống đây này. Khi ừ. Cô ấy nói. Khi ai? Không phải cô. Khi ai? Khi mẹ của cô. Mẹ của cô ấy nói vậy. Yes. Tiếp nào làm bài đi con. Câu 8, 9, 10 làm. Tóm lại ấy, là con phải lâu nay là con không dịch. Con dùng Google này, con không dịch này. Con không dịch những bài như thế này, thành ra là con không quen. Còn toàn những từ con đã học rồi. Con hiểu chưa? Thế bây giờ thì những bài như thế này là con phải dịch, con hiểu nghĩa. Con nhớ chưa? Con không hiểu nghĩa, sao con trả lời câu hỏi? Thôi, không bấm mute nữa. Thế bài đâu? Ô. Thế bài đang ở đấy, bấm mute tình đâu? 18, 9, 10, con làm xong chưa? Finish. Yes. Mẹ đang hỏi là con định làm cái gì? Con chuyển cái mặt con ra đấy. Đâu thế những câu này con của con đâu? Đâu đâu đâu. Cô vừa bảo con dịch chứ. Ờ thế những câu 8 câu 9 câu 10 đâu? Đây ạ. Con làm chưa? Ô nó đã làm đâu? Con chưa bảo rồi. Cô vừa hỏi con thì con bảo rồi. Mẹ cũng tưởng con làm rồi. Con nói kiểu gì à? Hả? Con không hiểu câu hỏi à? Những bài này mà con không hiểu thì làm sao con trả lời được. Như cái bài điện từ lúc nãy thì còn cô còn gợi ý cho mẹo, cái bài này thì chịu. Dinh pha giờ, đúng rồi. Cô 9 con. Cô 9 đi. Con đang đọc. Bây giờ nhá, ví dụ như là mỗi lần con cứ làm những dạng bài này là con cứ phải ở nhà con phải dịch đưa cho cô ra nhá. Những bài đoạn văn ý, cứ có đoạn văn nào là dịch được ra con cái đấy. Cố gắng dịch, không hiểu thì hỏi mẹ, không được mang ra Google, Google thì đâu. Bây giờ ngồi học phải có mẹ ngồi bên cạnh làm bài tập ở nhà, mẹ phải kèm cặp thế này. Yeah, bao giờ mà lớn được. Cút là gì đó? Cút là không là có thể đấy. Nhưng mà chị ơi, em thấy là chị cũng kiểu cũng nên để cho con kiểu như là tự giác một tí, có nghĩa là để cho con tự, nếu như con bị gọi là bị yếu điểm kém như nào thì bị để cho con bị kiểu như là mình nhận ra, con nhận ra là khi mình học kiểu như là lười là mình sẽ bị nhận hậu quả ấy, lúc đấy thì con mới chăm được chứ không á, em sợ con mà cứ mà kiểu mẹ kèm quá con cho con bị lệ thuộc quá. Bây giờ ví dụ con đang học như này mà con cứ quay sang con hỏi mẹ nghĩa cái này là gì, nghĩa cái kia là gì, như thế thì nó không tốt, vì là khi mình đi thi không ai nhắc mình cả ấy, kể cả giám thị người ta không. Hôm nay hỏi. Thôi hôm nay là không ấy được thì mẹ mấy đứa không nói đâu nha, con nhớ chưa? Bởi vì khi đi thi nhá, mình luôn luôn phải chuẩn bị tâm thế là không bao giờ mình biết hết tất cả các từ, nhưng mình phải làm mọi cách là làm cách tốt nhất cho mình. Đây xem đúng không? Yeah, con đúng rồi, yeah. Với cả nhá, cô bảo này, khi con làm đúng thì con, khi con làm bị sai nhiều con cũng kệ nó nhá, cũng không việc gì phải nản đâu nhá. Ví dụ nhiều lúc cô thấy là con, ví dụ con làm sai hơi nhiều là con buồn ấy, nhưng mà kệ nó. Được chưa?
mình cũng không có thêm phải đây còn nốt một bài đây. Sai hay là vậy thì con vẫn luôn phải cố gắng, con nhớ chưa? Cái vấn đề là con phải yêu thích này và con chăm chỉ, con nhớ chưa? Con hiểu chưa? Thì sai rồi con sẽ làm được thành đúng. Nhưng mà con mà sai mà con không chịu khó nào, hoặc là đúng mà con chủ quan này cũng không được. Phải luôn luôn để tâm học tiếng Anh. Đấy, hôm nay nói về dolphin nè. Cô giáo hôm nay nói, con bảo con nói câu hay lắm mà. Đây, bây giờ nhá, con làm bài này nhá. Bây giờ cô muốn con làm cho cô bài này bây giờ, sau đó về nhà con dịch cho cô luôn bài này ra. Được chưa? Đấy, bây giờ con làm đi. Nếu con làm đi, bài này bài điền. Con từ hôm trước học cái này, whale này, shark này, con nhớ không? Whales con cá gì đấy, sharks cá gì đấy. Mình học rồi. Cô thấy đây toàn từ dễ, toàn từ học rồi. Ừ đấy, con làm đi. Đấy, cô cho con một cái mẹo đấy. Với bài điện tử đấy. Cái bài này thì nó lại là bài này thì nó lại là một dạng khác của bài kia. Con nghĩa là tất cả các từ loại ở đây đều giống nhau, chỉ còn cách là phải đọc để hiểu nghĩa. Theo con thì nó là từ gì? Này. Ừ. Cố gắng mà luận nữa nè. Nghĩa là bài này chỉ còn cách là gì, con sẽ đọc để con hiểu. Bài này thì nó lại khác bài kia ở điểm là ví dụ câu một này end but because tất cả đều là từ nối, nghĩa là nó đều là một từ loại. Bài này thì là các từ đều là từ loại giống nhau, chỉ còn cách là phải hiểu nghĩa thôi. Before là gì vậy? Before cũng học rồi mà, là trước ấy. Before là trước này. After đấy, là từ nào con hiểu của cô đi. Đọc đi. Bây giờ con phải chủ động. Vấn đề là không ai chê trách con mà con phải chủ động với việc học. Con hiểu chưa? Con không hiểu thì con có thể hỏi cô ấy. Chứ con cứ không ơi con ngồi con nắm đi cái quần, con nắm cái áo nghịch ngợi liên thiên được. Tập trung vào bài, cái quan trọng nhất là con phải tập trung. Không hiểu thì con không biết từ nào thì hỏi. Mẹ là mẹ ghét nhất cái thói mà học nó không nghiêm túc. Sao rồi cô? Nhìn nó học con ghét lắm em ạ. Nó cứ nghịch liên thuyên giải đất hết cả lên này này. Nó lại có tập trung nào, nó mà tập trung thì mẹ chả phải nói. Mẹ ghét nhất cái tính học mà không tập trung. Đúng hết chưa con? Nhìn nó học nó cứ như kiểu ngồi chơi. Con sai câu một rồi. Chứ con mà nghiêm túc có thể là con sai mẹ chả ngồi tệ. Câu 1 con biết là gì? Dạ, mẹ không quan tâm đến con. Câu 1 con sai, con nghiêm túc con sai thì cô cũng không trách là mẹ chả mắng. Bởi vì con đã nghiêm túc rồi. Câu 1 con sai là gì? Câu 1 con chọn từ gì sai? Con chọn từ ít. Ít ở đâu? Nhầm rồi. Đây là câu 0 rồi mà. Con nhầm mẫu. Nhìn phải nhìn là con xem bài đi. Người ta phải nhìn đây, số 1 đây. Được. Đây 1 đây cơ mà. Được chưa? Với cả chọn ít cũng nó không có nghĩa. Nếu như mà chọn ở đây kể cả nhá, ở câu 2 thì cũng phải, nếu như câu 1 con chọn nhầm thì con phải chọn từ dây chứ. Nó đang nói về gì? Các con cá heo cơ mà. Chứ bởi là chúng bơi rất nhanh, hoặc ví dụ như là chúng bắt được nhiều cá chứ. Còn ít thì phải là catches chứ. Đấy, kể cả làm sai thì cũng phải sai có căn cứ chứ, không thể là sai một cách như thế được. Con hiểu chưa? Khi cô bảo dạy nào rồi làm những bài này luôn luôn phải gì? Nhìn các yếu tố trước và sau nó. Nghĩa là chỗ trống này này, phải nhìn trước này, nhìn sau này. Bây giờ nhá, về nhà nhá. Dịch cho cô bài này được chưa? Ok? Con nhớ chưa? Dịch cho cô bài này. Dịch cho cô bài này vào vở, được nhớ chưa? Con luôn vào sách luôn là dịch vào vở. Và cô cho con thêm một bài nghe nữa. Lát nữa cô gửi sau. Nhớ nhá, bây giờ con học là con phải chủ động lên. Đấy chưa, mình phải xác định là mình sắp lên lớp cấp 2 rồi đấy. Học một năm nữa thôi là lúc đấy các bạn cấp 2 các bạn ấy chủ động lắm. Nên là mình phải chủ động hơn nhá. Em ơi. Con đang bảo là chủ nhật cô lùi sang thứ hai có được không? Con tự hỏi cô đi để bảo mẹ. Cứ ỉ mẹ. Thứ hai cũng được ạ. Con tự hỏi cô ấy.
Bởi vì buổi sáng thì con rảnh, nhưng buổi chiều thì con lại đi học trường ngay ở trung tâm. Buổi tối thì con lại phải ra nhà bà ngoại để ăn sinh nhật em con. Thì mai học lúc 8 giờ à? Mai học lúc 8 giờ nhá. Hello teacher. Nhưng mà mai không học lúc 8 giờ, mai con phải đi sinh nhật rồi. Mai thứ mấy? Mai thứ 7 mà. Thứ 3. Nhưng chủ nhật cô, chủ nhật nhỉ. Tức là mai học cái gì em? Không, con bảo là con muốn lùi giờ mà chị. Mai thì không dậy đâu ạ, mai vì em dậy mai thứ 7. Chị con lùi sang thứ 2. À không, để em để cô nghĩ. Mai cô dậy được lúc 9 giờ đấy, con học được lúc 9 giờ không? Hoặc thứ 2 8 giờ cũng được nhá, tùy con. Thứ hai 8 giờ hoặc là thứ 7 ngày mai 9 giờ. Chọn cái gì đây nhỉ? Thứ 2 con không đi học đúng không? Em ơi cho thứ 2 đi em à. Vâng ạ, thứ 2 8 giờ chị nhá. Con thứ 2 rồi, cho thứ 2. Thế bây giờ con nhớ bài này, cô sẵn rồi ạ. Đấy cả cô đang nói cho con này, con đang làm tiến độ hơi bị chậm đấy, một bài này mình con làm như thế là bị chậm. Cái này nó học nó không tập trung nhưng mà nó tập trung lên nó cứ tuyên thuyên đấy, con bỏ cái tay cho con ra đi. Chứ cứ mời một cái là bắt đầu nó lại mở ra là thôi. Làm được đi, để con bật đi. Để con tắt đi. Làm ít quá. Rất khó chịu với cái kiểu không tốt. Tập trung lên cho cô. Ok. Lần sau nhá cô sẽ chuẩn bị bài nhá, là cô sẽ viết cho con là một tiết học con phải làm tối đa được trong thời gian một tiếng đấy, con phải làm được bao nhiêu bài. Được chưa? Phải làm được đủ số lượng. Đấy chưa? Ê à. Không thể nào mà cứ ngồi chờ con này được đâu. Ok? Nó ngồi, nó có yên được học đâu. Cứ mà bỏ nó ở đây mà ra ngoài cái ngồi nhìn nó ngứa mắt lắm. Bố nó còn bực hết cả mình lên ấy. Đấy chưa? Đến sau là cô sẽ cho mà con một... Cô ở bên kia xong nó cứ bấm cấm con chuột. Nó cứ bấm bí ba bí bách hết cái chỗ loại chỗ kia. Trong một tiếng là mình phải làm được đủ bao nhiêu bài đấy. Chứ không thể nào mà hôm nay làm được có 2 hay 3 bài. Ít quá. Ít nhất phải làm 5 bài nhá. Không tập trung gì cả. À, 10 phút là cùng. Nào, so much. I have to go now. Goodbye, see you later. Goodbye.